cựu số 1 thế giới Brokoka vô địch PGA Championship 2023. Sau khi đánh bại rất nhiều tên tuổi lớn của làng golf thế giới hiện nay, sau ngày thi đấu chung kết rạng sáng nay ngày 22 tháng 5, theo giờ Việt Nam, Brokoka, Mỹ, có tổng điểm âm 9 gậy, vượt lên trên rất nhiều tay golf xuất sắc khác để giành ngôi vô địch. Người đứng nhì ngay sau Brokoka là số 1 thế giới Scottie Scheffler, Mỹ, có tổng điểm âm 7 gậy, ngang với cựu số 2 thế giới Victor Hovland, Na Uy. Các golfer xếp tiếp theo trong top 10 đều là những tên tuổi lớn, những ứng cử viên nặng ký trước khi PGA Championship năm nay khởi tranh. Danh sách này có đối thủ quen thuộc của Brokoka là Bryson DeChambeau, Mỹ, vị trí thứ tư, đồng hạng tư với tổng điểm âm 3 gậy. Trong khi đó, cựu số 1 thế giới Rory McIlroy, Bắc Ireland, có tổng điểm âm 2 gậy, hạng thứ 7. Còn cựu vô địch FedEx Cup Playoff Patrick Cantlay, Mỹ, có tổng điểm âm 1 gậy, hạng thứ 9. Với Brokoka, đây là danh hiệu Major, tương đương với tính chất các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt, thứ 5 trong sự nghiệp của golfer này, đồng thời là danh hiệu thứ 3 tại PGA Championship của golfer người Mỹ. Có thời Brokoka đặt mục tiêu xô đổ thành tích giành 15 Major của huyền thoại Tiger Woods, nhưng anh sa sút trong vài năm trở lại đây, cho đến khi Brokoka bất ngờ giành PGA Championship 2023. Sau khi đăng quang, golfer người Mỹ nói, đấy có lẽ là giải đấu dành cho tôi. Danh hiệu vừa giành được quá ngọt ngào và quá đặc biệt. Năm nay Brokoka mới 33 tuổi và nếu khôi phục được phong độ như vài năm trước, anh vẫn là tay golf đủ khả năng chinh phục thêm nhiều giải thưởng lớn nữa, để tiếp tục mục tiêu bám đuổi thành tích giành Major của Tiger Woods như chính Brokoka từng đặt ra.